Là một trong số những địa phương đi đầu của cả nước trong các phong trào tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng để hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất, ngay từ những ngày đầu tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có văn bản chỉ đạo và giao cho các sở ngành, đơn vị liên quan triển khai đến tất cả người dân trên địa bàn thành phố và các cơ quan doanh nghiệp hưởng ứng chiến dịch ý nghĩa này. Năm 2023, chiến dịch giờ trái đất lan tỏa thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Để hưởng ứng chiến dịch này, ngay từ chiều ngày 25 tháng 3, 3 đoàn xe diễu hành xuất phát từ 3 điểm gồm Sở Công Thương thành phố, Công ty Truyền tải Điện 2, Công ty Điện lực Đà Nẵng đã đạp xe có gắn biển về tiết kiệm điện, sử dụng điện hiệu quả, tắt điện hưởng ứng giờ trái đất qua các tuyến đường trung tâm thành phố, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Thấy cái chương trình này là cũng tốt, cũng giúp người dân ý thức được tiết kiệm điện. Tiết kiệm điện để bảo vệ môi trường. Em sẽ mở cửa sổ để ánh nắng vào để học sử dụng năng lượng điện thiên nhiên và sử dụng năng lượng điện mặt trời. Khi không dùng bóng đèn thì em sẽ tắt nên dùng bóng đèn LED. Năm nay, các hoạt động hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất 2023 diễn ra tại công viên bờ Đông Cầu Rồng, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Tại đây, các đại biểu cùng bấm nút khởi động hưởng ứng đếm ngược vào tối ngày 25 tháng 3. Ngay sau khi kết thúc đếm ngược, các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân đã hưởng ứng tắt các thiết bị điện không cần thiết trong khung giờ từ 20:30 đến 21:30. Thông qua cái sự kiện về giờ trái đất á, thì Sở Công Thương cũng mong muốn là kêu gọi mọi cái người dân, các cái doanh nghiệp, các cái tổ chức á, thì đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thì cùng chung tay hưởng ứng cái giờ trái đất với cái thông điệp á, là của 2023 là tiết kiệm điện. Nhằm nâng cao hiệu quả chiến dịch giờ trái đất, trước thềm sự kiện này, Công ty Điện lực Đà Nẵng cũng đã tăng cường tuyên truyền chương trình đến toàn bộ khách hàng sử dụng điện trên địa bàn qua Facebook, website, gửi email, Zalo, SMS, kêu gọi khách hàng tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết trong thời gian diễn ra sự kiện. Chương trình giờ trái đất hàng năm sẽ mang lại một hiệu quả truyền thông, mang lại những thông điệp rất là ý nghĩa đối với từng người và dần dần mọi người sẽ thấm và hiểu rõ rằng việc tiết kiệm điện là việc của nhà nhà, của người người. Với việc tắt đèn hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất, thành phố đã tiết kiệm được điện năng trung bình khoảng 25.000 kWh, 2% so với tổng sản lượng tiêu thụ toàn thành phố. Mỗi năm, giờ trái đất lại đưa ra một thông điệp khác nhau, song cùng chung một ý nghĩa là bảo vệ và gìn giữ trái đất xanh hơn. Năm 2023, chiến dịch giờ trái đất tại Việt Nam đánh dấu hành trình 15 năm kết nối và lan tỏa.